Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc, họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ: anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời: thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám, bất cứ ở đâu hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống, cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp: ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người, vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp: thưa từ bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin chặn lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta: sao lại nói nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên: tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi, ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người: tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp: giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Suy niệm: thế giới ngày nay đã và đang chuyển mình nhờ những phương tiện được coi là tiến bộ của thời đại. Cuộc cách mạng của khoa học kỹ thuật đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của xã hội loài người trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Cùng với đó, trên phương diện tâm linh, con người cũng đang phải đối diện và bị chi phối bởi những thần dữ mà thường không được gọi tên. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho thấy phương thuốc dùng cho mọi thời đại để thắng vượt sức mạnh của thần dữ là cầu nguyện. Đứng trước đứa bé bị quỷ câm ám, các môn đệ bất lực không thể trừ nổi. Đứa trẻ bị quỷ ám ở đây là hình ảnh con người đã và đang bị thần dữ với nhiều bộ mặt khác nhau ngăn trở trong cuộc đối thoại với Chúa và tha nhân. Chúa Giêsu đã nặng lời với các môn đệ: ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Quả thật, các môn đệ đã sống ảo tưởng vững mạnh đức tin. Giêsu đã cho thấy lý do các ông đã thất bại trước thần dữ là không có đời sống cầu nguyện. Đời sống ấy chính là trở về với thực tại lòng mình để thấy con người thật mà chấp nhận sự hiện diện đầy quyền năng trong sự gặp gỡ thân tình với Chúa. Trở về lòng mình cũng là đi vào sự hoán cải, là nhìn nhận hiện trạng đức tin của mình. Có như thế, mọi người mới có sức mạnh để mình không bị chi phối bởi những thế lực của sự dữ mà vững tin vào đấng làm cho được mọi sự. Đối diện với thần dữ trong thế giới, mọi người chỉ thắng vượt khi sống đời cầu nguyện, nghĩa là đi vào mối tương giao đích thực với đấng luôn chặn lòng thương.
lạy Chúa. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, để con có thể trừ được những thứ gì là hiện thân của ma quỷ trong tư tưởng, lời nói và việc làm, mà đi vào mối thân tình thực sự với Đấng mà con hằng tin tưởng và phó thác, vì biết rằng mọi sự đều có thể với người tin. Amen.